Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Bộ Chính trị và Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm quyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, Ban cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2021-2016 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy chế làm việc. Tập thể này thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, để bộ và một số tập thể cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm khuyết điểm. Ban cán sự đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2011-2016 cũng làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng, tạo điều kiện cho công ty của phần tiến bộ quốc tế AIC tham gia vào các gói thầu có giá trị lớn để thu lợi bất chính. Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2011-2016 mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm gây nguy cơ thất thoát lãng phí rất lớn về thời gian, nguồn nhân lực và ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận bức xúc làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bộ Chính trị ban Bí thư nhận định ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu cương quy chế làm việc. Ông Đào Ngọc Dung cũng được xác định buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để bộ và một số tập thể cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và bộ lao động thương binh và xã hội. Bà Phạm Thị Hải Truyền khi giữ cương vị ủy viên trung ương đảng, bí thư ban cán sự đảng, bộ trưởng lao động thương binh và xã hội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc. Nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Truyền cũng buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để bộ và một số tập thể cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm, làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng, tạo điều kiện cho công ty AIC tham gia các gói thầu, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục dư luận xấu làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ông Huỳnh Văn Tý khi giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu cương, quy chế làm việc, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội căn cứ nội dung tính chất, mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Đào Ngọc Dung, cảnh cáo bà Phạm Thị Hải Truyền và ông Huỳnh Văn Tý. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban cán sự đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2011-2016 khiển trách ban cán sự đảng bộ lao động thương binh và xã hội nhiệm kỳ 2016-2021. Bộ chính trị và ban bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng. Mới đây tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ chính trị và ban bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng đảng viên có vi phạm khuyết điểm sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương liên quan các vi phạm của một số đảng viên tại đảng bộ các tỉnh quảng ngãi vĩnh phúc đắk lắc đắk nông bình phước bộ chính trị ban bí thư nhận thấy các ông lê viết chữ nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy quảng ngãi phạm hoàng anh phó bí thư thường trực tỉnh ủy vĩnh phúc doãn hữu long nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc đặng gia dũng nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh đắk nông Ma Lê Phước, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban dân vận tỉnh ủy Bình Phước đã suy si thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cán bộ này cũng bị xác định vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên. Theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị đề nghị Ban chấp hành Trung ương đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Lê Viết Chữ. Ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông Phạm Hoàng Anh, Doãn Hữu Long, Đặng Gia Dũng, Mà Lê Phước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng. Trước đó, ông Lê Viết Chữ bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ quy định tại khoảng 4 điều 354 Bộ luật hình sự liên quan vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, tập đoàn Phúc Sơn. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Bình Phúc và các đơn vị địa phương liên quan ngoài ông lê viết chữ nhiều cán bộ lãnh đạo nguyên lãnh đạo của tỉnh quảng ngãi đã bị bắt trong vụ án tập đoàn phúc sơn trong đó có ông đặng văn minh chủ tịch tỉnh và ông cao khoa cựu chủ tịch tỉnh cùng ba người là cựu phó giám đốc và trưởng phòng cấp sở của địa phương này đã bị bắt tạm giam ông đặng văn minh và ông cao khoa đều bị điều tra về nhận hối lộ và đã bị cơ quan có thẩm quyền khai trừ ra khỏi đảng Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỳ họp thứ 14 khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Đức Quận, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Hiệp, lý do vi phạm các quy định của Đảng và nhà nước đã bị khởi tố bắt giam. Trước đó ngày 16 tháng 4, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng có đề nghị bãi nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Quận và chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hiệp. Đồng thời, bãi miễn tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Quận và ông Hiệp. Tờ trình nêu các cá nhân nói trên bị bãi nhiệm vì đã vi phạm các quy định của Đảng nhà nước, không còn đủ tư cách là đại biểu Hội đồng nhân dân. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua việc bãi nhiệm nói trên. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng trình bày và đề xuất thông qua các nghị quyết liên quan thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024, thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm, năm 2021-2025 tỉnh Lâm Đồng, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương theo hình thức đối tác công tư chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đoạn qua Lâm Đồng. Mới đây, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị Ban Bí thư nhận thấy các ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc Doãn Hữu Long, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc sở y tế tỉnh Đắk Lắk. Đặng Gia Dũng, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh Đắk Nông. Ma Lê Phước, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban dân vận tỉnh ủy Bình Phước đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cá nhân này còn vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông phạm hoàng anh doãn hữu long đặng gia dũng Mali Phước. Ngày 27 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Hoàng Anh về tội nhận hối lộ. Kết quả điều tra ban đầu C03 xác định, ông Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, tạo điều kiện cho tập đoàn này thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Phạm Hoàng Anh là lãnh đạo thứ ba của tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt trong tháng 3 do liên quan hậu pháo. Trước đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thanh, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc bị khởi tố tạm giam cũng với cáo buộc nhận hối lộ. Vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố cuối tháng 2.